Vâng, chào toàn thể bà con nhé. Thì hôm nay là một cái ngày bên em đang làm giống, đấy, đang làm bầu đây các bác nhé. Đấy thì là để giới thiệu cho bà con và các bác là tham khảo là cái về cách làm bầu của cây sâm lam núi Rành. Đấy thì hiện tại bên em đây này, cô cho cháu mượn cái xô đất này. Đây. Đây nhá, đầu tiên chuẩn bị đất này. Đấy, đất màu đẹp này nhá. Đấy. Nhỏ đẹp. Đấy làm sao nó mình trộn phân trộn đấy, mình ủ cho nó xốp. Đấy. Phân chuồng mục nhá các bác nhá. Chứ không phải là phân lân đạm đâu, cái là cây này nó không ưa lân đạm đâu. Đấy. Đất màu. Đấy, cái đất màu ủ với phân mục. Đấy, phân bò là càng tốt nhá. Đây này, thì cái thứ hai đã chuẩn bị cái cốc này. Đấy. Cốc này, người gọi là túi bầu. Thế này xong bắt đầu gập đây gập nhá, cô thao tác cho. Đấy. Đấy khi cây nó phát triển rồi nhá, cái cây nó còn bánh tẻ thì bà con cứ gập như này. Cho vào đất vào đây. Đấy. Đấy bà con nhìn kỹ nhá. Ông đấy, ấn này. Cho ấn. Ấn chặt càng tốt. Rồi đấy ạ. Ấn chặt là để sau khi mình vận chuyển đi là không bị ung hết bầu nhá. Đây này. Đấy, cái dây này nó thò dài ra nữa này. Đấy, thì là bà con lại gập tiếp xuống. Đấy, cứ lần lượt như thế nhá. Còn này. Cái gốc này thì nó vẫn nuôi được cả cái dây này, trong khi cái bộ rễ của cây này nó chưa phát triển. Đấy, cứ tiếp tục thế thôi. Đây là một gốc này, đếm xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 3, 14, 15. Cứ sơ cứ tầm 20 bầu. Đấy, cứ đếm sơ 20 bầu, đấy là cây phát triển cứ năm thứ nhất. Còn khi cây sang năm thứ hai thì nó sẽ được nhiều hơn nhé. Đấy, đây. Đấy, dài lắm đây này. Đấy. Đây là trên Tân Yên là đang làm giống ở tại xã Liên Trung. Đấy, để cung cấp giống cho bà con. Nếu bà con nào có nhu cầu thì hãy liên hệ theo số điện thoại ở trong màn hình. Đấy, bên em cũng nhận gửi qua đường bưu điện tới cho các bác. Đấy, các bác dùng 10, 15, 20 gốc. Nếu các bác mua nhiều thì bên em cũng có xe hỗ trợ vận chuyển đến tận nơi cho các bác nhá. Đấy, còn cái cách giữa kỹ thuật chăm sóc thì bên em sẽ hỗ trợ khi các bác trồng. Đấy, hiện tại là một cái gốc chính đây. Đây này, một gốc chính này. Đấy. Đây là gốc chính nhá. Đấy thì lên đã được chỗ này nó cũng sơ cũng được tầm 20 bầu, hơn 20 bầu rồi. Vẫn đang làm tiếp của những cái dây nhánh tiếp đây. Nếu bà con nào mà quan tâm tới cái cây sâm lam này thì alo bên em nhé. Đây, bên em sẽ gửi tận nhà các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đây, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Mọi người yêu quý thì cho em xin một đăng ký kênh để ủng hộ bên em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở cái video sau nhé.